Giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm khiến nhiều doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước có thể giảm lần thứ tư liên tiếp. Lãnh đạo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, giá bán lẻ xăng dầu diesel và dầu hỏa trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore. Vì vậy, trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 8, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, thì mức giảm sẽ tương đương mức trên. Theo đó, giá xăng có thể giảm khoảng 200-350 đồng một lít, còn giá dầu có khả năng giảm từ 600-850 đồng một lít. Tuy nhiên, mức giảm giá này còn phụ thuộc vào việc trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo một số doanh nghiệp, giá ga tháng 8 tiếp tục giảm mạnh là do hợp đồng giá ga thế giới bình quân tháng 8 ở mức 665 đô la một tấn, giảm 60 đô la một tấn so với tháng 7. Giá ga bán lẻ từ hôm nay 1 tháng 8 sẽ giảm tháng thứ tư liên tiếp, trong đó bình 12 kg có mức giảm tới hơn 18.000 đồng một bình tùy từng công ty. Như vậy, đây là tháng thứ tư liên tiếp giá ga điều chỉnh giảm. Tính chung 4 tháng qua, giá ga giảm hơn 83.000 đồng một bình 12 kg.